Một vụ buôn lậu điện thoại và máy tính bảng qua đường chuyển phát nhanh lớn nhất từ trước đến nay vừa được Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ hôm qua 25 tháng 8. Thông tin ban đầu cho biết, qua nghi vấn một lô hàng được nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam theo loại hình phi mậu dịch, khai báo hàng nhập khẩu là chuột máy tính và bàn phím, đội kiểm soát hải quan và chi cục hải quan chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra khám xét lô hàng trên. Lô hàng lậu này chứa tổng cộng 144 điện thoại iPhone 6, 7 và máy tính bảng iPad, đa phần là hàng mới 100%. Các điện thoại đều được đóng hộp kèm theo đầy đủ phụ kiện. Qua điều tra ban đầu, người nhận lô hàng trên là một cá nhân có địa chỉ tại quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.